Xin thưa bà con quá, hiện tại Ba Phật Đồ đang có mặt ở đây là tu viện Tường Vân của thầy Xuất Tiến. Sáng mùng 1 thì thường Ba Phật Đồ sẽ đi chùa ở đây. Chùa đó làm mấy cái tiểu cảnh nè, rầm. Thầy, sáng sớm nó thích ăn kem. Mọi người tới chùa thường đi lễ Phật đầu năm, rồi chùa có làm mấy cái tiểu cảnh để cho quý Phật tử người ta chụp hình. Và Ba Mẹ Cầu cũng sẽ đi vô bên trong lễ Phật, rồi sau đó sẽ đi ra đây để chụp hình kỷ niệm. Rồi ở chùa có cái cây mai bự lắm rồi con, hoa cũng nở đẹp nữa. Năm nay hoa mà mai chùa cái cây này bự quá, mà có rất nhiều ong nha các bạn xem, có rất nhiều ong. Đây là trong chánh điện mọi người đang lễ Phật. Giờ mình đứng từ trên đây rồi mình nhìn xuống khung cảnh này. Phía trước thì Ba Mẹ Đồ thấy có rất nhiều người cầm nón lá xin tiền. Đó là đâu quá ha. Thì đó là phía bên ngoài chùa, chùa không có làm gì được hết á, nhưng mà bên trong chùa thì rất là sự, không có ăn xin, không có vé số, không có gì hết. Đằng kia là cái tượng Quan Âm. Đây rồi, ok. Bánh mì 30. Ra nữa. Cho em đi con. Xin thưa bà con, bác cho được một người thôi là bắt đầu là mấy bữa nó kháo nhau cái là bắt đầu ra quá trời. Gia đình á. Nguyên gia đình luôn phải không? Nãy á, cứ thấy chị nó được có tiền á, hai thằng đó ra xin. Mẹ cho một đứa nữa, thằng đó chạy vô. Kêu ra nói tiếp. Nói cái thằng nhỏ kia ra ngoài để xin luôn. Rồi. Là
đừng tiếc thời chung tiếc thường già quyền mà chưa thường mà chưa ai xin thưa với bà con cô bác, hiện tại bà mẹ đang đứng đây là Family Mart. À, ở đây có cái hẻm nè, hồi xưa về vô hẻm này là có cái lò mổ ha. Thì giờ ba mẹ cậu vô chổng đang mua chai nước, hôm nay đi cái tự nhiên đến giờ khát nước. Bây giờ là để coi bây giờ là mấy giờ ta, đây bây giờ ố cha bây giờ là đúng 9 giờ tối luôn bà con. Xin thưa bà con bác, bây giờ là đúng 9 giờ tối ngày mùng 1 Tết. Ba mẹ gọi lại chuẩn bị mời bà con cô bác đi dạo Sài Gòn với hai vợ chồng ba mẹ con. Rồi bây giờ ba mẹ con mời bà con cô bác lên đường đi chơi với vợ chồng ba mẹ con nha. Hôm nay là sáng mùng một, tối mùng 1 Tết, cũng là một cái bộ phim mà ba mẹ con quay trong ngày hôm nay, trong ngày đầu năm mới luôn. Rồi thì đi bên tay phải 30 đồ đây là để bán đồ ăn. So với ngày 30 ngày hôm qua đó thì hôm nay thì có vẻ nó vắng hơn nhiều luôn mà con. Nhiều cửa hàng đóng cửa lắm. Còn những cái tiệm nào mà có mở bán thì xin thưa bà con bác xác định là đông nha bà con. Tại vì cái nhu cầu người dân người ta đi ra ngoài đường ăn á nó rất là cao. Tiệm nào đóng thì đương nhiên nó sẽ dồn qua những tiệm mở, thành thử ra cứ đến Tết là cứ mở tiệm là thắng rồi, cứ mở tiệm ra là thắng. Còn cầu này cầu Hậu Giang nè. Chưa. Trời ơi, coi kìa bà con, quá trời không, nằm la liệt, nằm ngồi la liệt. Ôi ôi, người nghèo ngủ luôn lại cầu luôn nè bà con. Rồi đây là tiệm ăn cơm tấm. Nói như ba mày còn nói đó, cứ mở tiệm là đông à, hầu như ba mày còn thấy quán nào cứ mở ra là có người ăn à. Ôi ơi, bên kia bún bò thấu đá kìa, đông nghẹt luôn. Quá trời không. Hàng chi, hủ tiếu Nam Giang, chật tỷ, còn ghi tiếng Campuchia luôn, chính gốc ở Tân Châu, An Giang luôn. Quán này ba mươi cậu chưa ăn nè. Đường này đường Minh Phụng, Hậu Giang. Rạp Hồng Liên nè, có đàn múa lân nè. Hào Dũng Đường, trời ơi, Hào Dũng Đường mới múa đây hả ta? Mấy cái món gà rán là thắng lớn. Đó, bà con cô bác xem. Đó. Cứ quán nào mà mở tiệm là đông nghẹt luôn á, bàn hết bàn luôn á, full bàn. Đó, bên đây cũng vậy nè, thổi lửa. Này chắc em này mới ra nghề. Bé đó vừa mới ra nghề. Trời ơi bên kia kìa, quá xá.
Xin thưa với bà con cô bác, năm nay người dân người ta tràn ra đường, người ta ăn uống ghê vậy ta. Ba mươi gầu nhớ năm ngoái á, là tối mùng 1 ba mươi gầu cũng chở bà con cô bác ra đường nè. À, mà cái con đường này nó đâu có đông ăn uống dữ vậy, nó vắng quay à, vắng tay à. Năm nay chắc có lẽ là người dân người ta ở lại Sài Gòn đó bà con, thành thử ra người ta ra đường người ta ăn quá trời ăn. Cứ quán nào mở là quán đó đăng. Năm nay là coi như là hoa thì ế, nhưng mà ai mà bán đồ ăn là coi như là trúng mánh nha. Đó, xe đậu quá trời đậu rồi, mùng 1 Tết. Năm ngoái con đường này nó vắng lắm, mùng 1 Tết vắng lắm bà con. Trời ơi, cà phê chú Lâm bên này nữa nè. Quá trời, ông có xe kìa. Trời ơi, để nguyên con rồng bự trà bá lửa luôn. Mì vịt Campuchia. Wow, ở Campuchia có mì vịt đó ta. Năm nay nó khác năm ngoái nhiều lắm nha. Mùng 1 Tết rất là đông. Trời ơi, tiệm ăn Nam Long bên kia kìa, cái tiệm đó là lúc nào cũng ế bà con. Ba mươi gầu nói thật, ba mươi gầu đi á, lúc nào cũng ế. Mà bây giờ bà con bắt kìa, đầu bếp làm không ngơi tay luôn. Vậy là cứ Tết năm nay là cứ bán đồ ăn là trúng. Do cái ai cũng nghỉ Tết rồi, một phần là người dân người ta không có về quê á. Quá trời ông, đường phố đông nghẹt. Năm ngoái cái chỗ chợ Bình Tây này vắng tay nè, bây giờ bắt đầu năm nay nó mở luôn rồi bà con. Mùng 1 Tết năm ngoái cái chỗ này vắng que à. À, giờ cũng mở xe điện cho các con nó chơi nè. Năm ngoái không có xe điện này, nó vắng que nó tối thui à. À. Anh trang trộn. Cái chỗ đó như ba mươi gầu dám cam đoan luôn, nó đổ hàng, nó bán đồ đồ chơi nè. À, xin thưa bà con cô bác, chắc chắn luôn nè, năm ngoái ba mươi gầu thấy cái chỗ này nè, trời ơi dám lắm á. Trời, thấy chưa, ta nói đúng y chang luôn, ngay mùng 1 Tết. Trời ơi, coi nè, tỉnh hơi với bà con quá. Trời ơi, quá xa trời quá đất à. Trời ơi, đồ chơi kìa, trời sau lưng nữa kìa. Ôi, giống như người ta xả vậy bà con. Ghê quá. Vậy là cứ mai mốt ba mươi gầu bảo đảm luôn, cứ mùng 1 Tết là người dân người ta ra đây. Năm ngoái ba mươi gầu thấy ở đây luôn nè. Đây là chợ pháo nè, nơi đây bây giờ bán pháo dữ lắm rồi con. Năm nay ở Sài Gòn ba mươi gầu ngày đêm giao thừa, ba mươi gầu thấy bắn pháo quá trời pháo luôn, pháo bông đó bà con, bắn mà coi như là đúng giờ, tự nhiên ba mươi gầu thấy bắn quá trời bắn.
sinh tố quán cà phê. Hình như là đến ngày mùng 1 là ở đây bắt đầu người ta bán đồ chơi đó nha. Ba mấy cầu bắt đầu nghi nghi rồi đó. Năm ngoái là đúng mùng 1 thấy bán đồ chơi, và qua mùng 2 thấy không có ai bán đó bà con đó. Hình như đúng cái ngày này là cái như là dân chợ lớn là kéo ra đường để bán cái đồ chơi đó. Đây là vào tiệm kem nè, quá trời ơi, người ta ăn kem. Đó, bà một chiên mấy người ngày thường không bán, mùng 1 giờ đem ra tay bán một chiên luôn. Bảo đảm ha, ở chợ lớn này bây giờ bà con có thấy đông vui đó, chứ giờ mà ba mươi cầu chạy ra trung tâm Sài Gòn chắc nó vắng lắm á. Nơi đây hồi đó là có cái tiểu đảo nè, bên kia đó là hãng vị Hương Tố. Con đường này đường Triệu Quang Phục, hồi xưa là đường Quảng Đông. Thôi nhà kia chân nguyên cái đào rồi, đẹp quá. À, nguyên cái đào đẹp ghê. Đây, mùng 1 nở được rồi, nở giờ tầm này là chơi được rồi. Ở đây là ngã tư đường Trần Hưng Đạo với đường Triệu Quang Phục. Con đường Triệu Quang Phục này hồi xưa nó là con đường Đồng Khánh đó bà con. Cái gì vậy? Xe không dẫn luôn. Rồi đây là hội quán Tam Sơn. Xin thưa bà con, ở hội quán Tam Sơn này thì có một cái đàn lưng là cái gì Phúc Kiến á, hình như là cái hội quán Tam Sơn này của người Phúc Kiến.
ở đây là xách vali đi chơi nè đó. Hoặc là có thể là những người dân Sài Gòn mà con hết mùng 1 bắt đầu người ta đi về quê, người ta ăn Tết. Giống như gia đình của ba Michael, ngày mai nè, mùng 2 Tết là ba Michael đi về quê. Rồi, ôi coi kìa, quán gì đây? Lạp xưởng nướng đá. Không, lạp xưởng. Ở người Hoa người ta có món lạp xưởng nha bà con. Lạp xưởng của người Hoa xin hơi với bà con bác nó khác cái lạp xưởng của ở miền Tây nhiều lắm à. Lạp xưởng người Hoa nó khô lắm, còn lạp xưởng mà lạp xưởng tươi của miền Tây á là xin thưa bà con quắt, khi mà bà con quắt cắt ra nó sẽ bị vỡ ra. À, còn lạp xưởng của người Hoa bà con quắt thấy nó giống như lạp xưởng khô vậy đó. À, bà con quắt nướng lên ăn cũng ngon nữa. Đúng rồi, lạp xưởng tươi là thường hay nó có bị chua chua mà. Đem về nhà ăn. Dục bà hết. Ăn nướng lên ăn. Thấy chua lấy dục luôn. Tưởng hư. Rồi. Thôi, quán ăn chay nè, sao quán này nó dở đông thứ hơn rồi trời. Quán này hồi đó lúc mà ba Michael còn đi làm review món ăn á. Xin thưa bà con bác là ba Michael có tới cái quán đó để ba Michael quay để review món ăn á. Hồi đó nó ba Michael nhớ là hình như là họ bán cháo. Còn giờ thấy họ bán đầy đủ ha. Đó là ba Michael, ở đó là cái quán đó là ba Michael đã từng vô review rồi. Rất heo rồi để bỏ tiền đó mà. Đây bệnh viện An Bình, hồi xưa là bệnh viện Lục Ấp. Cái ngày mùng 1 Tết này nè bà con, ai mà mở cửa hàng bán là bảo đảm là auto đắt nha bà con. Trời ơi, coi Tim Huy mở ra bàn ngoài đầu hẻm luôn. Trời ơi, hốt bạc, hốt bạc.
từ trong hẻm đến ra ngoài hẻm, từ vàng trong đến vàng ngoài. Đừng có nói là Phở Hòa đóng cửa nha, Phở Hòa đóng cửa là dở à. À, Phở Lệ. Trời ơi, trời, xe hơi hai bên kìa bà con. Trời ơi, vô mánh, vô mánh. Xin hơi với bà con bán. Vô mánh rồi. Chúng mánh lớn luôn. Phở Lệ cũng vậy, đậu xe tràn ngoài luôn. Trời ơi, trên lầu dưới đất luôn, để ngoài bàn ngoài đây luôn. Ui chú cha ơi. Bà con cô bác thấy không, mùng 1 Tết ai mà nghỉ, ai mà nghỉ là hơi bị dở đó nha. Kiểu này là xin thưa bà con cô bác, đồn nhau một cái là bắt đầu là năm sau nè, hàng loạt các quán ăn bắt đầu không nghỉ Tết nè bà con. Họ phục vụ xuyên Tết cho bà con cô bác coi. Và khi mà phục vụ xuyên Tết rồi đó, bắt đầu là ế chà bá lửa luôn. Đúng không? Đường Huỳnh Mẫn Đạt, Tân Vạn Quang, bên kia cà phê Phúc Long cũng phục vụ xuyên Tết luôn. Đi xe buýt, trời, hầu như quán nào cũng phục vụ xuyên Tết đó bà con. Vô mánh. Bánh ABC có một cao siêu lực nè, đó người ta nghỉ Tết nè. Đây là khu này là người ta gọi là khu chợ Bào Sen. Rồi, ở đây là ngã tư đường Trần Bình Trọng với đường Nguyễn Trãi. Ở đây là Bác Ái Học Viện rồi. Cũng có nhiều tiệm họ ngủ ở đây luôn rồi bà con. Mấy cái tiệm này là quanh năm là hình như là họ lấy đây họ làm nhà của họ luôn á. Họ che mấy cái tấm bạc ra rồi ba mẹ còn thấy để mấy cái ghế bố rồi xong. Bên đây là trường Hoàng Anh, trường này hồi xưa là trường nữ mù.
Rồi chúng ta vào con đường Nguyễn Trãi. Con đường này hồi đó nó còn có tên gọi đó là đường Võ Tấn. Mùng 1 Tết mà bà con có thấy xe đông ghê không? Nó khác hẳn năm ngoái nha. Năm ngoái mấy con đường này nó vắng lắm bà con. Trời ơi, đó, lại quán ăn nữa. Rồi ở đây người ta gọi là mũi tàu Nguyễn Cư Trinh. Năm nay mùng 1 Tết sao ba mấy cậu thấy nó cũng giống như ngày thường ấy bà con. À, ấn tượng trong đầu ba mấy cậu là mùng 1 Tết hôm nay là ra đường là nó phải vắng lắm à. Trời ơi, chỗ này nó còn đông ác nữa nè. Ở đây nó có rạp chiếu phim nè bà con. Rạp này hồi xưa là rạp Quốc Thanh. Quá trời ơi, dễ trẻ đi coi phim. Rồi, 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 xong, bắt rồi. Chuyện gì? Chắc có tụ tập gì đó. Ba mày thấy công an phường với dân phòng xuống là giải tán. Rồi bên tay trái ba mày đây là chùa Lâm Tế nè bà con. Chùa này là hồi đó là chùa này như là cũng ở ngoài mấy thầy miền Bắc á. Trời ơi, quán ăn nữa kìa. Hầu như quán ăn mở ra là đông nghẹt luôn bà con. Ủa, bánh mì bà Quynh, trời bánh mì bà Quynh bán xuyên Tết luôn. Ghê không? Quay phim hả? Cái gì mình nằm ngủ mực như vậy? Rồi đây là chợ này, chợ Thái Bình. Chân gà nướng khủng khiếp không bà con. Ba mày còn thấy quán nào mở ra là xe đông thì ghét luôn. Trời ơi, ở đây cũng đông nữa nè. Wow, cứ mở quán ăn là không cần biết quán đó quán gì bà con, cứ mở quán ăn là coi như là auto là coi như là đông khách. À, giống như ngày hôm nay, trời ơi, khủng khiếp đó kìa. Rồi, xin thưa bà con, bác dân Sài Gòn bắt đầu là ngày mùng 1 đi ra đường xả chết đi nè. Khiếp chưa? Wow.
Ôi ôi. Mùng mùng một Tết nè. Ôi ôi trời ơi. Quá trời ông trời đất ơi. Khắp Tây không? Hàng Di gọi là phố Tây. Thấy ghê không? Ngay mùng một Tết ngày đầu năm, dân Sài Gòn xả chết rồi không? Thank you.
khúc bên đây nè, là cái khúc này là khúc ăn uống đồ Tây nè mà. Quá trời ông. Xin thưa bà con cô bác, quá trời ông. Khách Tây, ngày Tết Tây, ngày Tết của Việt Nam họ qua đây họ chơi quá trời. Và một số người Việt Nam đó bà con, họ đâu có ăn Tết đâu bà con à, họ vẫn buôn bán hoạt động như bao ngày. Không nghỉ Tết. Nên bà con bác bây giờ là chắc tầm 10 giờ rồi đó. Football của Mỹ. Rồi bà vợ của ba Michael bây giờ mới gục lên mới gục xuống rồi. À, sau bao nhiêu ngày chuẩn bị Tết bây giờ ba cũng gục lên ba gục xuống rồi. Ba mẹ còn mà đi quay nữa thì chắc ba chịu không nổi thôi. Giờ chắc ba mẹ còn xin kết thúc video tại đây. Về ngủ rồi chuẩn bị phim rồi để sáng mai ba mẹ còn về Bến Tre rồi. Ba mẹ còn sẽ hẹn bà con cô bác là vậy là hôm nay mùng 1 phải không, mùng 2 nghỉ nè, mùng 3 nghỉ nè, mùng 4 nghỉ nè. Rồi mùng 5 ba mẹ rồi sẽ dẫn bà con bắt đi lại ha. Ba mẹ rồi xin sẽ đóng máy trong vòng 3 ngày để về Bến Tre nghỉ ngơi thư giãn. Hẹn bà con bác lại vào ngày mùng 5 Tết ha. Rồi thôi ba mẹ rồi xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.